Chị thông báo cho tất cả các em, hôm nay chị sẽ thực hiện thử thách 24 giờ trong nhà tổ chim. Hiện tại thì chị đang ở trong nhà tổ chim và cảm giác của chị lúc này là đang rất mát và rất buồn ngủ. Mặc dù vừa mới lên đây thôi nhưng mà chị đã muốn ngủ rồi. Tuy nhiên nếu ngủ ngay thì anh tiểu thú sẽ chửi chị mất. Và chị phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó chính là giới thiệu với các em đồ đạc mà chị mang theo trong lần này. Như các em cũng đã nhìn thấy, đồ đạc lần này của chị mang theo hết sức gọn nhẹ luôn, chỉ bao gồm một cái ba lô cun thôi. Chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong ba lô cun có gì nhá. Wow, toàn là đồ ăn không à. Đúng là thử thách 24 giờ ăn trong nhà tổ chim mất. Thì ăn uống là quan trọng mà anh hiểu thôi. Dù mình có thực hiện thử thách hay làm cái gì, mình vẫn phải giữ sức khỏe mà. Anh không thấy em còn chuẩn bị thêm một cái thảm yoga để tập luyện thể dục thể thao và thêm độ. Em đừng có khoe em biết tập yoga nữa đi, nghe mệt quá. Nhưng mà khỏe gì mà khỏe, toàn là đồ ăn vặt này. Nách này, bento này, xong rồi toàn đồ ngọt. Có gì mà khỏe. Đây đồ này, đồ mặn nè. Trời, pizza này, bánh mì nè. Bánh mì chấm sữa ngon đó, là ngon luôn đó anh tiểu thúi. Và không thể thiếu đó chính là sữa cun tươi vui. Sữa cun tươi vui này là có 100% nguồn sữa từ Úc, cho nên rất rất ngon và giàu chất dinh dưỡng luôn đó các em ạ. Không thể nào thiếu trái cây nữa. Ăn trái cây thì cũng có rất là nhiều vitamin. Ở đây thì chị cần có một cái bóng đèn để có thể đọc sách vào buổi tối. Ơ nhưng mà chị có mang sách đâu nhỉ? Để lần sau đọc vậy. Bây giờ thì chị sẽ sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng và sạch sẽ. Do nhà tổ chim khá là nhỏ nên là chị cần phải gọn gàng. Nhà tổ chim mà nhỏ? Nhà tổ chim thì to gấp 10 lần cái nhà tổ chim của chị Thơ. Wow. Nhưng mà nó không to bằng nhà của em, ý em là như vậy. Để thực hiện thử thách 24 giờ này thì chị đã khá là tốn kém luôn. Bởi vì căn nhà này không phải là chị mượn của anh tiểu thúi đâu, mà phải thuê luôn đấy các em ạ. Mức giá thuê thì siêu siêu đắt, 72 thẻ quà cun có thể đổi được hai cái ba lô như thế này. Mà anh tiểu thúi chỉ cho chị thuê trong vòng 24 giờ. Oh no. Thích ý kiến không? Cho thuê là tốt rồi còn gì nữa. Trong khi đó anh tiểu thúi ở nhà chị có lấy tiền đâu, cũng có lấy cái gì đâu. Anh có ở nhà em đâu, anh chỉ làm việc nhờ một tí thôi mà. Được 72 thẻ quà cun thì phải được 72 tiếng ở đây. Trời, 24 tiếng. Đấy là mới đầu anh còn ra giá là 200 thẻ quà cun ấy. Chẳng qua chị Thơ thích mặc cả xuống 72, anh nể tình là bạn bè anh mới giảm giá cho thôi. Thẻ quà cun hơi bị quý rồi đó. Bao nhiêu người muốn để đổi quà không được. Anh lấy như vậy là hơi đắt đúng không em? Thì anh còn nhiều quà anh cần đổi mà. Thôi thôi, nói vậy anh lấy đắt quá cho nên là bây giờ em không cho anh ăn đồ ăn của em nữa. Yeah yeah Kim à. Chúng ta sẽ khởi động buổi sáng bằng một cái pizza siêu to khổng lồ. Em ăn sáng rồi mà. Em ăn sáng rồi à? Nhưng mà bây giờ lỡ mở ra rồi nó nguội rồi. Đây, cái pizza này không biết có bạn nào còn nhớ không? Hôm trước thì chị cũng đã làm cho Uyên Linh Phú ăn đó. Thực ra bây giờ các cửa hàng pizza thì đều đóng cửa, có pizza này ăn là ngon lắm rồi. Bên trong đây thì có xúc xích này, có bắp này, có phô mai này, có tương cà này, mùi thì rất là thơm. À, ngon quá đi, hơi ngửi thôi là ấy ngon à. Lâu lắm rồi chị không được ăn pizza. Chắc hẳn có nhiều bạn cũng giống như chị đúng không? Wow, anh tiểu thúi thấy hấp dẫn không? Ồ, cái này cũng có phô mai mozzarella hả chị? Có chứ anh tiểu thúi, xin mời. Ơ, cho anh nữa. Các em ăn. Nó đều. Không mớ gì, chị phải cho anh tiểu thúi ăn. Trong khi anh tiểu thúi lấy tiền thuê bị mắc đúng không em? Chị chỉ mời các em thôi. Anh đã giảm giá cho rồi mà. Mời các em ăn pizza nha. Ngon quá. Chị chỉ thích ăn cái lõi bên trong thôi, còn vỏ bên ngoài thì chị không thích ăn lắm. Thế thì cho anh cái vỏ bên ngoài đi. Dạ. Nè. Ngon không? Cũng không ngon lắm. Hơi khô một tí xíu. Đúng rồi, khô em quá. Em phải lấy sữa uống mới được. Wow. Uống sữa thôi mà có cần phải làm cái mặt
phê như vậy ông hả chị Thơ? Phê chứ, anh có thấy những chú bò chăn thả ở những cái đồng cỏ ở bên nước ngoài, đồng cỏ ở bên Úc không? Mặt của những chú bò đấy rất là hạnh phúc đúng không? Ừ. Đó thì tất nhiên là nguồn sữa này cũng là nguồn sữa hạnh phúc rồi. Và em uống nó vào thì em cũng hạnh phúc đúng không? Sữa này là sữa từ Úc mà phải ngon chứ. Không phải, sữa này là sữa có nguồn nguyên liệu được nhập từ Úc và được chế biến theo công nghệ gì anh Tiểu Thú biết không? Frozen fresh. Đúng nói đến rồi. Bao giờ nữa em mới nhớ vậy? Tại tên tiếng Anh khó nhớ quá. Anh Tiểu Thú còn mang thêm cả quạt và cục sạc dự phòng. Chắc là tính cho chị thuê đây mà. Nhưng mà anh Tiểu Thú đã nhầm rồi. Ở đây mát lắm, ai mà thèm đến quạt. Không cần cái gì. Sao? Anh tự quạt anh, đấy. Anh tính cho em mượn thôi chứ. Cái dịch vụ này là miễn phí mà. Cũng không cần luôn. Ở trên đây gió như thế này mà em quạt nữa thì có mà trúng gió à. Wow, hôm nay bầu trời rất đẹp luôn các em à. Các em có nhìn thấy trời thì rất là xanh, những đám mây thì trắng trắng, mà đôi núi thì lại chập trùng, cây cỏ thì tốt tươi không à. Ngồi đây ngắm mọi thứ chị cảm thấy tuyệt vời quá đi thôi. Ở đây chị còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Ở phía dưới thì còn có những em chim sa xuống để kiếm đồ ăn. Chị giống như kiểu là một con chim chúa vậy. À? Tại vì tổ chim của chị là to nhất mà. Anh biết chị Thơ là chim gì rồi? Chim gì? Con chim tu hú. Sai rồi. Con chim tu hú là hay làm việc xấu lắm. Em là con chim trèo bẻo á. Con chim trèo bẻo là hay đi tám chuyện. Đúng rồi. Ở ngay dưới gốc cây thì chúng ta còn có hai con thú dữ trông rất là đáng sợ nữa này kìa. Trời, đấy là thộn thốn mà anh Tiểu Thú. Anh nói làm thộn buồn quay đi đó. Thộn ơi. Nhìn hai bạn ấy kìa, trông bây giờ trông rất là dơ dáy. Từ hồi về quê thì các bạn ấy ở rất là dơ, toàn nghịch đất thôi. Ở dơ đâu mà ở dơ, anh Tiểu Thú nói kỳ cục. Bạn thộn và bạn thốn của em là nổi tiếng là hòa đồng. Ở đây các bạn cún nhà hàng xóm ai cũng quen biết thộn thốn hết á. Và cùng nhau đi nghịch đất. Thậm chí có hôm á, hai bạn ấy còn xuống chuồng heo nhà hàng xóm để nghịch thuê heo nữa. Hả? Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng. Chị sẽ thực hiện thử thách này đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Hoặc có thể là đến 9 giờ tối ngày hôm sau cũng được. Ghê vậy. Đồ ăn mang theo nhiều như thế này mà anh Tiểu Thú. Nhưng mà hết giờ rồi ai cho ở lại nữa. Cứ nghĩ là muốn ở lại đây là được à? Hả? Thì nói thử một tí xem là phản ứng của anh thế nào thôi mà. Có gì phải khó khăn với bạn bè thế không? Theo như anh thấy thì đây là cái thử thách 24 giờ dễ nhất của chị Thơ đấy. Đúng. Chị Thơ có công nhận không? Công nhận. Trời ơi, đi như kiểu là đi nghỉ dưỡng vậy. Cái nhà này của anh thì bao đẹp, bao thoáng mát. Rồi, cái view đằng trước rất là đẹp luôn. Đó, lại còn có quá trời đồ ăn ngon nữa này. Đúng. Không gian thì rộng rãi đúng không? Đi có khác gì đi nghỉ dưỡng đâu. Đúng vậy. Nguyên cả cái nhà này là của chị. Còn cái chỗ đằng trước, cái mái hiên đằng trước nhỏ nhỏ đó là nơi dành cho anh Tiểu Thú để anh Tiểu Thú có thể vừa thực hiện thử thách 24 giờ cùng với chị và vừa quay clip. Nhưng mà có một điều là nếu mà anh đói bụng thì anh có thể chạy về nhà và ăn. Đúng. Ai bảo anh lấy tiền thuê của em không thì em đã san sẻ đồ ăn cho anh rồi. Tiếp theo thì chị sẽ hướng dẫn các em một bài yoga rất là đơn giản. Chị tin rằng ai cũng có thể làm được. Đó chính là bài tập hít thở. Đầu tiên chúng ta ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Hai tay đặt lên đầu gối. Sau đó hít sâu bằng mũi. Căng tròn bụng ra. Thở ra bằng mũi hóp sâu bụng rốn lại. Hít vào căng tròn bụng ra. Thở ra hóp sâu rốn lại. Hít vào. Có mỗi hít thở thôi mà cũng phải tập hả chị Thơ? Phải hít thở đúng đó anh Tiểu Thú. Rồi lâu lâu chúng ta cần phải hít thở giữ hơi, giống như kiểu là nín thở đó. Như vậy thì mới tốt. Bây giờ giống như em này, chúng ta cùng nín thở thử nha. Bây giờ anh thấy là chị Thơ hít vào là hít rất là nhiều khí đúng không? Thảo nào cái bụng của chị ấy bự lên gấp đôi luôn. Ý anh là chê bụng em to đúng không? Đồ vô nhiên, ai bảo anh quay đến cái bụng của em. A few moments later. Chơi. Vừa mới ngoảnh qua ngoảnh lại cái chị Thơ đã ngủ rồi. Không hiểu là chị ấy tập yoga cái kiểu gì luôn. Ngủ gật còn giỏi hơn cả Nobita nữa. Mà đúng là cái tấm thảm yoga này có sức hút thần kỳ thật các em ạ. Hôm trước ấy, anh có đọc một bài báo là trong mùa dịch này thì các chị em đã mua thảm yoga về rất là nhiều. Anh tưởng là mọi người mua thảm yoga về để luyện tập. Ai ngờ mục đích chính là mua về để trải ra nằm ngủ. Chị Thơ cũng là một trong số những người đấy thì phải. Thôi Thơ dậy đi. Em đã ngủ rồi mà dậy. Thế em làm gì? Em nằm nhắm mắt một tí xíu thôi. Tại vì
ở nhà anh sáng quá chói hết vào mắt em. Anh tưởng đấy là một bài tập yoga chứ. Ờ đúng rồi, cũng là bài tập yoga đó. Tào lao. Tiểu thư, tào lao. A few moments later. Hả? Em đang làm cái trò gì vậy thơ? Em đang đếm cây. Đếm cây á? Em khùng à? Không nhưng mà không, anh không biết. Đấy là thú vui tao nhã của rất là nhiều người rảnh rỗi vào mùa dịch à. Có người còn đếm cả gạo, trong đó có em đó. Em đếm gạo á? Bữa trước em cân thử 1 ký gạo và đếm xem có bao nhiêu hạt. Cuối cùng em cũng đã tìm ra kết quả. Thôi, em rảnh đến mức đấy luôn á. Anh không hỏi là bao nhiêu à? Thế bao nhiêu? Được hơn 75.000 hạt. Có nhiều người ra những kết quả khác nữa, nhưng mà em tin rằng người ta đếm sai, chỉ có em là đếm đúng thôi. Tại vì em đã đếm đi đếm lại 10 lần luôn á. Em bị dở hơi thật rồi đó. Anh kỳ cục quá à. Tự nhiên em đang đếm cây đến bao nhiêu rồi nhỉ? Ai mà biết được. Đó bây giờ trong vườn nhà em có mấy cây đâu. Cùng lắm là có 1.000 cái cây. Thì bây giờ nãy đếm đến bao nhiêu giờ lại phải đếm lại từ đầu này. Mệt mỏi lắm. Thôi khỏi đếm mấy cái cây đó đi. Em đếm đi khác. Em đếm cỏ à? Dạ. Thế bữa giờ em đã đếm được những cái gì rồi? Em đếm muối. Đếm muối? Đường. Đếm đường. Thế thì 1 kg muối thì có bao nhiêu hạt? Em chưa đếm xong nữa. Đang đếm muối chán quá em lại đi đếm đường. Hôm sau em lại quay lại đếm muối. Thế thì hôm sau ấy, anh cho em một thử thách này. Anh trộn muối với đường lại xong rồi cho em phân loại ra. Trộn muối hạt to nha. Ok. Tại vì em chỉ đếm được muối hạt to thôi. Muối hạt nhỏ mịn quá không đếm được. À. Mà anh đừng có nói chuyện với em nữa để em... Mà thơ, từ từ anh có một câu hỏi này vui vui này. Sao? Anh đố em biết nhé. 1 cân sắt. 1 cân là 1 kg đó đúng không? Đúng rồi, với 1 ký bông. Thì cái nào nặng hơn? Đồ ngu, cô hỏi đó mà cũng hỏi nó. Tất nhiên là sắt nặng hơn bông rồi. Có khi nào mà bông nặng được hơn sắt đâu mà hỏi. Em mới là ngu ấy. Ủa? 1 cân thì cái nào mà chả bằng nhau. Nhưng mà trên đời này chưa bao giờ sắt mà nặng bằng bông hết. Sắt thì lúc nào bông mà nặng bằng sắt là anh làm em cuống hết cả lên rồi đó. Rõ ràng là sắt vẫn nặng hơn bông. Em không tin, em thử hỏi các bạn nhỏ xem. Các em, chị nói có đúng không? 1 kg sắt thì phải nặng hơn 1 kg bông, đúng không em? Em đúng là bị ngu thật rồi. Anh đừng có nói như thế. Em ngáo quá. Đừng có làm phiền em nữa. 1 kg nào mà chạy bằng nhau. Chắc là em đếm nhiều cái này của em bị dở hơi rồi đúng không? Thôi bỏ đừng đếm nữa. Đếm nhiều quá thần kinh bị lung linh mất rồi kìa. Ăn từ nãy đến giờ no bụng quá đi thôi anh tiểu thúi à. No bụng mà vẫn còn ăn nữa. Thì không ăn thì chán, chẳng có gì chơi cả. Mà anh có mang gì ra đây chơi không? Có, anh mang nhiều á. Cũng dễ thôi, bây giờ anh sẽ đổi một món đồ chơi. Thôi. Khỏi luôn, khỏi chơi gì luôn đi. Em ăn xong rồi em ngồi em tự chơi một mình được à? Không vậy. Anh lại chuẩn bị dụ hết đồ ăn của em đúng không? Làm chứ em đã bị lừa, các bạn chửi em quá trời là không kiên nhẫn để thực hiện thử thách. Đó, bây giờ anh lại đổi thêm tí nữa em không có lên đồ gì ăn, em không kịp đủ kiên nhẫn nữa đâu á. Các bạn lại nói em nữa cho mà con. Thôi. Bây giờ anh sẽ cho em mượn một món đồ chơi mà anh không thích nữa. Đây, cho em mượn này. Đây là máy bay ấy hả? Trực thăng luôn hả anh tiểu thúi? Đúng rồi, đây là máy bay trực thăng ấy. Nó sắp hỏng rồi cho nên là anh cho em mượn. Một tí nữa, em làm hỏng rồi anh lại bắt đền em đúng không? Thì cho em luôn đấy. Cho luôn đó nha. Ừ. Hỏng nó không phải đền đâu đúng không? Đó, cái này thì em biết chơi rồi. Chỉ cần kéo như thế này là nó bay lên đúng không anh tiểu thúi? Kéo mạnh lên thì nó mới bay lên được chứ đồ ngốc. Kéo mạnh nó mới bay, giờ em thả em kéo lại. Từ từ, rồi quay sẽ nhự. Cái đồ không biết chơi, đúng rồi. Ủa sao không? Anh xuống lấy cho em ở đây. Bây giờ thì chị sẽ thả lên trời. Anh tiểu thúi quay đẹp đẹp vào nhá. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Nó bay lên được một tí xíu hơn. Em giật yếu. Nhẹ quá. Giật mạnh rồi đó. Giật rõ là nhẹ. Chẳng có gì chơi. Còn này là cái gì đây anh tiểu thúi? Cái đấy á. Cái đấy là một cái con khủng long có thể thổi bong bóng. Sai hết rồi. Em phải bóp vào người nó ấy. À, giống như kiểu là nó ăn kẹo cao su rồi nó thổi bong bóng đúng không? Có thế mà cũng không biết nữa.
Nhưng mà hồi nhỏ em thổi bong bóng cao su còn đỉnh hơn nó luôn á. Em thổi to bằng cái đầu em luôn á. Ghê vậy, sao rồi nó vỡ một cái nó chụp vào mặt em à? Đúng rồi, nó chụp dính hết kẹo cao su vào mặt. Hồi nhỏ em hay cũng hay bị chảy nước mũi, lâu lâu em cũng thổi bong bóng bằng nước mũi. Eo ơi, gớm quá. Đoạn này cắt đi nhá. Đoạn này là em tâm sự thật thôi nha. Cắt đi nha, lên hình ở cái đoạn này nó không vệ sinh. Còn đây là một con heo, trông rất là giống con heo. Công nhận. Con heo thì phải giống con heo rồi. Nhưng mà thường con heo đồ chơi thì nó rất là dễ thương, chứ nó đâu có giống con heo thật như thế này đâu. Con heo này còn đang cười nữa này anh tiểu thúi. Nó lại còn dơ nữa chứ. Sao người ta lại có thể làm ra một con heo dơ như thế này nhỉ? Không, tại vì chơi nhiều thì nó dơ thôi. À. Nhưng mà anh, em dơ lên anh xem nào. Công nhận một điều là con heo này với chị Thơ giống hệt nhau các em ạ. Con heo này em biết chơi này, em thấy người ta hay chơi, người ta kéo nó như thế này này, đúng không? Wow. Wow. Xong người ta lại đẩy nó vào này nữa. Ghê chưa? Muốn làm cho nó tròn thì cần như thế này. Làm lại nhé. Muốn làm cho nó tròn thì thì hơi bị khó đó. Lúc đầu thì em tưởng nó như kiểu là cái squishy, khi mà mình bóp vào là nó sẽ tự động đàn hồi. Nhưng mà không hề, bên trong đây không phải là squishy đâu. Như bên trong đấy là cát hay sao ấy? Em cũng nghĩ bên trong đây là cát động lực. Anh tiểu thú có nghe thấy cái tiếng kêu của nó? Nó giống y như kiểu là cát vậy. Khi nào nó bị rách thì em sẽ khám phá xem bên trong nó có gì. Hay là cắt ra thử xem đi. Như vậy là phá đồ chơi đó anh tiểu thú ý. Không được đâu. Không nên làm thế. Các bạn nhỏ sẽ đánh giá anh là một con người không biết giữ gìn và bảo vệ đồ chơi. Giống y chang thộn anh ha. Con heo này trông giặt dẹo quá vậy. Bây giờ em muốn làm nó trở lại tròn bình thường, không biết làm đây nè. Em phá hoại. Đợi xíu em làm cho nó lại bình thường. Thôi khó quá. Thôi để kệ nó như thế này đi anh tiểu thúi. Em phá hoại, đưa trả lại đây cho anh. Tại nó chứ bỏ có phải tại em đâu. Nhưng mà bóp rất là đã này kìa. Bóp đã nhưng mà bây giờ nó không trở lại bình thường được rồi đó. Đáng ra nó phải có cái cơ chế. Con heo bây giờ nhìn trông nó thảm hại. Anh còn phá hơn em nữa, để đấy em nắn nó lại cho. A few moments later. Con heo lúc này trông đã rất là dễ thương rồi này kem. Dễ thương cái nào anh á. Con heo như này không thấy tội nghiệp à, thấy đáng thương chứ dễ thương cái này. Thương quá em heo ơi, em thương quá chị bao thêm chín nữa nè. Em còn ác hơn. Không, em đang nắn lại mà anh tiểu thôi. Anh nhìn cái mặt ơi. Anh tiểu thú biết món gì đây không? Món này anh biết thừa rồi, món này là bánh mì rồi em tự làm gì? Chứ sao? Nhưng mà đây là bữa thứ mấy đây thơ? Em không biết nữa, nãy đến giờ em ăn nhiều bữa quá, còn nhiều hơn cả hạt gạo nữa cho nên là không thể nào đếm được luôn ấy. Nhiều hơn hạt gạo. Mà bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Đó, em ăn bữa xế chiều anh tiểu thú biết không? Ngày xưa đi học rất là hay được ăn bữa xế chiều đó. Mỗi lần ngủ dậy là đều được ăn. Rất là ngon. Ngon quá rồi thôi. Bánh mì này mà kẹp với cái này ăn ngon lắm này. Đây là mực. Bánh mì kẹp mực. Thường người ta có bánh mì thịt, còn chị thì có bánh mì mực. Ghê vậy, sang chảnh quá vậy. Mực này là mực bento. Kẹp mực thì không thể nào chấm sữa được nữa đó anh tiểu thúi. Ghê chưa? Ngon quá rồi. Đỉnh cao luôn, cho anh tiểu thúi thử một miếng. Không, anh không thèm ăn đâu. Sao hả? Ăn vào đau bụng chết. Bánh mì kẹp mực ăn được mà. Thoáng một cái là đã đến hoàng hôn rồi đấy các em. Bây giờ thì cũng không còn nắng nữa. Phía trên bầu trời có rất là nhiều đám mây đen u ám. Nhưng mà ở phía bên này thì lại khác hẳn. Các em nhìn thấy bầu trời phía bên này rất đẹp không? Nắng còn chiếu vào những đám mây nữa kìa. Đằng sau lưng chị là mặt trời. Mặt trời bây giờ đang núp sau ngọn núi đó. Còn phía dưới chị là hai bạn Thộn và Thốn. Chị thực hiện thử thách 24 giờ ở nhà trên cây. Thì hai bạn ấy thực hiện thử thách 24 giờ dưới gốc cây. Nãy giờ các bạn ấy không đi đâu cả, cứ quanh quẩn bên chị thôi. Đói bụng chưa Thọn ơi? Thọn đói đến mức mà ăn cỏ luôn. Thọn ơi,
Chắc là bạn Thộn đang thiếu chất rau đây. Bình thường hay ăn thịt cá nhiều quá mà. Ngày mai chị phải luộc rau cho bạn ấy ăn mới được. Thộn ơi! Thộn! Không ăn cỏ nữa đâu Thộn ơi! Nhìn Thộn giống như kiểu là một con heo bò vậy. Kem nhìn kìa, ở chỗ kia có một cái cầu vồng hơi bị đẹp luôn. Chắc là ở chỗ đấy là vừa nắng vừa mưa đúng không chị Thơ? Đúng. Ồ, hai cái cầu vồng anh Tiểu Thú thấy không? Hai cái á? Một cái bên này với một cái nhẹ nhẹ bên này nữa này. Đâu có thấy chắc gì đâu. Chắc là anh Tiểu Thú không thấy đâu, nhưng mà em thấy hai vệt luôn á. Lần trước khi mà chị thực hiện thử thách 24 giờ ở trên hồ bơi thì có rất là nhiều bạn cảm thấy thích thú với cầu vồng. Nhưng đối với chị, ở quê thì có rất là nhiều cầu vồng luôn. Mỗi khi trời mưa xong lại nắng thì lại có cầu vồng. Hiện tại thì là 5 rưỡi rồi, nhưng mà trời thì vẫn còn khá là sáng. Mặc dù vậy, do chị ở trên núi nên là cũng rất là lạnh luôn. Chị đã phải mặc áo lạnh này này các em. Chị đang nghĩ cái chăn của chị mỏng như thế thì không biết tối nay chị có bị quá lạnh không. À, anh có dịch vụ cho thuê chăn đấy, chị Thơ có muốn thuê không? Em đang không định nói cái đó đâu. Em thà chịu lạnh còn hơn là phải chi thêm thẻ côn để cho anh thuê chăn. Buổi tối nay á thì chị nghĩ rằng sẽ có chị Hằng đó các em à. Chị Hằng nào? Đây. Đùa thôi, có thể là tối nay sẽ có trăng. Bởi vì bây giờ đang là giữa tháng đó anh Tiểu Thúi. Trăng có thể sẽ rất là tròn và đẹp luôn đấy. Hôm nay là ngày 15 hay 16 giữa rằm hả chị? Hôm nay là 15. 15 à? Là đúng giữa rằm rồi. Đúng thế. Vậy hôm nay chị Hằng sẽ xuất hiện. Đúng, biết đâu chị Hằng sẽ lơ lửng ở trên cây mặc áo trắng toát. Ôi thôi, sợ. Bây giờ thì trời đã khá là tối rồi. Chị cần phải dùng bữa tối thôi. Buổi tối như thế này ở nhờ đây thì có rất là nhiều những con vật này, con vật kia kêu, như là tiếng ếch kêu này, dế kêu này, nhưng nó khá là an toàn luôn. Chị chỉ lo là buổi tối anh Tiểu Thú ra đây phá chị thôi. Chị sẽ ăn một cái bánh bông lan trà bông, không biết là nó có ngon hay không nữa. Mùi thì rất là thơm đấy. Ngon lắm luôn. Theo như nghiên cứu của chị thì đây là trà bông gà. Nó có rất là nhiều trà bông. Ăn như thế này thì cũng có khá là nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà không đủ bằng chúng ta ăn một bữa cơm đầy đủ ở nhà bao gồm rau, thịt và cơm. Nhưng mà 24 giờ thì ăn tạm như thế này thôi. Ngày mai chị sẽ ăn bù. Sau khi ăn uống no say thì chị sẽ đi dạo một vòng để cho tiêu cơm. Đi đâu đây? Em đang thực hiện thử thách 24 giờ mà. Em đi dạo ở vòng quanh chỗ này được không? Anh không thấy đằng trước mặt em có một cái sân khấu giống như kiểu là sân khấu biểu diễn thời trang à? Anh đi ra đây để em đi kết quốc. Ghê vậy. Yên tâm đi, nhà này anh làm chắc lắm, không phải lo đâu. Lúc nãy em đứng ở ngoài đấy nó rung, anh không biết gì thì thôi. Mà thôi anh ra ngoài đi để em còn ngủ chứ. Em cầm em đi em chém loạn xạ như kiểu là thanh gươm ánh sáng ấy nhở. Chứ sao, đây ghê là trừng trị cái ác. Ghê. Này là gọi là gươm công lý. Bây giờ thôi anh ra ngoài đi, đừng có ra lòng vòng nữa. Bây giờ thì chị sẽ tắt điện và chờ trăng lên đây. Hẹn gặp các em vào sáng hay mai nhá. Thôi Thơ, thôi dậy đi, 9 giờ rồi, em thực hiện thành công thử thách rồi kìa. Wow. 9 giờ rồi á hả? Ừ. Ôi, anh đừng có xạo, trời này mà 9 giờ cái gì? 9 giờ thật mà, trời hôm nay âm u chứ có phải là không nắng đâu. Mặt trời còn chưa lên, đừng xạo em, với lại đồng hồ em còn chưa kêu báo thức. Mặt trời chưa lên là bởi vì trời âm u, em hiểu không? Còn đồng hồ em chưa kêu báo thức là bởi vì em tiện tay em tắt báo thức rồi thì đâu đưa điện thoại đây để anh xem giờ nào. Đó, bây giờ là 8:46 rồi. Wow, 8:46 thật luôn rồi hả anh Tiểu Thúi? Chứ sao? Em ngủ được 12 tiếng đồng hồ luôn á. Tối hôm qua không có một tí trăng nào, mất công em thức coi trăng. Mà không, em ngủ được 12 tiếng đồng hồ là 9 giờ kém em ngủ rồi. Nhưng mà không có trăng anh Tiểu Thúi à. Không hiểu sao mà trung thu không có trăng. Thì trung thu năm nào chả mưa. Trời âm u thì không có trăng là đúng rồi. Vậy hả? Vậy là năm nay chị Hằng không dám xuống trần hả? Đúng rồi, chị Hằng bận rồi.
Vậy em ở đây thực hiện thử thách đến chiều luôn nhá. Hả? Em bị khùng à, hết giờ rồi mà. Nhưng mà ở đây mát lắm. Em chỉ thuê đến 9 giờ sáng hôm nay thôi. Muốn thuê thêm thì gia hạn. Còn à mà thôi em đi về đi. Sao? Thộn với Thốn hôm qua cũng thực hiện thử thách ở đây với em đấy. Hai bạn ấy có về đâu. What? Từ hôm qua đến giờ chưa về. Chưa về. Trời ơi. Không biết là có đói bụng hay không nữa. Thọn ơi. Ồ, vẫn còn ở dưới. Chắc là đói lắm rồi. Vậy thôi em phải về cho Thốn ăn mới được. Anh dọn chỗ này cho em nhé. Chắc là đói lắm rồi á. Còn bây giờ thì video của anh và chị Thơ đến đây là kết thúc rồi. Chết rồi anh Tiểu Thúy ơi. Sao vậy? Mới có 8:46 rồi. Chị Thơ tỉnh quá, chị Thơ tỉnh quá. Anh tính chúc mừng chị Thơ đã không vượt qua thử thách này mà chị ấy tỉnh thật. Em rất là tỉnh đúng không? Em nữa chỉ còn 15 phút nữa là xém tí nữa là coi như xong luôn. Họ Thân ráng đợi 15 phút rồi về ăn nha. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em cũng thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Em mau mau đi về đánh răng đi. Miệng em thúi quá. Thì cũng phải đợi hết thử thách chứ. Hè đã về mình tạm hoài nhá. Đợi coi hè mình lại chiến tiếp. Hè đã về mình săn quái nhá. Mình cùng săn thế đỡ có cùng vui. Hè đã về cùng vẫn đông thôi. Đợi coi hè mình lại chiến tiếp. Thu thập 24 thẻ quà Cool đổi ngay bình nước giữ nhiệt Cool. Tiếp kèm nước, thêm bền dẫn động. Thu thập 36 thẻ quà Cool đổi ngay ba lô hỗ trợ chống đồ phản quang Cool. Đi chơi hè, khám phá khắp muôn nơi. Thẻ xe đạp may mắn đổi ngay xe đạp Cool. Vượt núi leo đồi thả ga không e ngại.